Hello, hello tất cả quý anh chị và khách hàng của nhà cổ Anh Quốc thành phố Hồ Chí Minh nha. Hôm nay em xin giới thiệu với tất cả quý anh chị một mẫu organ của Casio rất là đẹp nha. Đây, tím. Tím tím tím. Nó tím tím sim nhá. Tím tím sim. Cây này mới lắm quý anh chị, mới màu tím nha. Mới phim trắng tinh à. Mới lắm. Phim sáng. Có phim sáng nha quý anh chị. Có phim sáng. Có nhiều tiếng này, có cỡ trăm tiếng mấy chục điệu, bốn năm chục điệu đó. Đó. Có nhiều chế độ để tập đó, có nhiều chế độ tập này đó. Đó. Ví dụ mấy anh chị mà mua cho con còn nhỏ mà tập theo cái phím sáng này nè thì chỉ cần bấm theo mấy cái phím sáng này xong rồi hoài cái đứa nhỏ nó quen rồi quý anh chị. Đó. nhiều chế độ tập lắm quý anh chị, tập theo những bài hát có sẵn này. Cái này rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, quý anh chị hay là phim sáng nha quý anh chị. Đó. Cái này được cái phim sáng với lại mới tinh à. Mới lắm. Nó tới cái ví dụ nó chạy tới đó mà cái nút này mà mình chưa bấm á là nó không chạy tiếp, mà tới cái nút đó mà mình thấy nó sáng lên á thì đúng nút phải mình bấm ra là nó chạy tiếp. Đó quý anh chị, nó chỉ có nhiêu vậy à, thì cứ nó có nhiêu đấy thôi thì cứ quanh đi quẩn lại nhiêu đó quý anh chị. Ok, nhưng quý anh chị chỉ có lăn quanh đâu đó cỡ tầm 1,5 triệu thôi là quý anh chị đã có một cây organ như thế này. Có chân nha, có bao da nha, có cái bao đựng của nó, bao vải chứ, bao dù á, có bao dù với lại cùng adapter nữa nha quý anh chị. Đó, quý anh chị tham khảo nha, bên em còn nhiều dòng lắm nha quý anh chị. Đó, bên em còn có Casio này, có mấy mẫu Casio, có ở phía sau là có Yamaha. Nói chung nhiều lắm nha quý anh chị. Đó, quý anh chị cứ tham khảo, quý anh chị cứ vào web của bên cửa hàng bên em quý anh chị. Đó, quý anh chị tham khảo thử, muốn ưng mẫu nào thì bên em gửi mẫu ra cho quý anh chị nha. Cảm ơn quý anh chị. Bye bye.